Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Đồ Lông TV trong phần chơi Minecraft Feed the Big Skies. Mình đang tích lũy ở trong đây rất là nhiều những cái phần nước để chúng ta sẽ còn kích hoạt lên một lần nữa. Bây giờ mình sẽ coi cái tank mechanism, dynamic tank công thức đây. Và bấm thôi, tan tan 56. 56 đủ không? 5 x 5. Rồi đi ra bé ơi, đi ra thiện luôn á, vô đây làm gì vậy? Dynamic tank cái này cần hơi bị nhiều luôn nha. Cần phải có steel nữa, rồi còn ông kia nữa. Ông kia ông rảnh quá, ông đi chỗ khác chơi giùm tôi đi. Chụp ông lên. Ông thích ở đây hả? Đi nguy hiểm lắm đó, nói trước cho biết. Ông không sợ. Rồi ô về luôn, bấm bùm bùm bùm. Hết steel rồi. Để coi mình có thể kéo được tới bao nhiêu. Ờ, lên được tới đây. Hết steel ha. Lên được tới đây là cũng ngang bằng bên đó. Thôi cố gắng tiếp đi. Ở đây là cũng ngang bằng bên đó rồi. Mình có thể chuyển steam từ đầu này qua đầu này luôn. Chúng ta sẽ cần phải có chừng 5 cục nữa. Với lại 25. Ê không, 9 cục nữa à, không tới 25. 9 cục nữa à, không bao nhiêu hết á. Thì thiếu steel thôi. Steel iron tiếp. 1, 2, 3, 4. Bỏ vô. Hết sắt luôn rồi. Bây giờ cái này để đi làm cái steel trước đi. Steel thì cần có thêm iron. Lát nữa mình sẽ coi thử là mình có thể chuyển cái phần gas đó đi qua được không ha. Tại vì cái phòng nó sẽ có đầu ra nữa. Nhưng mà chuyển cái đầu ra của cái phòng đó, nó lại là một cái món khác. Chúng ta đang bận cái bộ hazmat đỡ. Đổi bộ này lên. Gì đây? Tolstone. Này chắc từ bé ông rồi. Basic chemical than than cất vô. Lấy bớt ra một cái. Rồi bây giờ ra ngoài kia. 1, 2, 3, 4. Carbon. Carbon 54. Lấy thêm cho nó đủ. 64. 12. 54, 64, 10 thôi chứ không tới 12. Rồi bỏ vô enrich nó lên. Ở trong đây đang tích pixel fill thêm. Bên đây thì cần thêm rồi là hiển nhiên. Rồi bây giờ bỏ vô thôi. Chạy mấy lần luôn á. Ok. Tăng tốc. 1, 2, 3, 4 chưa vậy ta? Không nhớ nữa. Giờ cất cái này vô nha. Rồi và trong thời gian này thì chúng ta sẽ coi thử coi. Ở đầu này Fire Rai Gaia dễ, Flood and Fuel dễ. Bây giờ cái khó là nằm đây nè. Plutonium. Mình đang làm plutonium ha. Cần có Nuclear Waste. Nuclear Waste. Lấy cái này, quay radioactive ra nuclear waste. Các bé ông á, phải lấy radioactive cho đi xử lý thì mới ra. Ủa gì vậy? Iron dust, hết hồn. Hay là ở chỗ khác. Ok. Không có nhanh lên được chút nữa hả? Ông này. Trên đây có gì nữa không? Soul Reaper Vitality. Lutin. Chưa có efficiency thôi. Nếu mình có efficiency luôn thì khỏe. Rồi đây chúng ta bỏ lên nấu tranh thủ một cái. Ồ còn mới steel này nữa. Rồi bây giờ cái tank. Dynamic tank. Lại đếm nhiều 9. 9 với 5. Thiếu xô. Rồi bấm liền. Đi vô chổng coi đủ chưa. Và nó vừa hết luôn á. Lộn chỗ. Vô đây vô đây. Ở trên đó. Đứng vô. Cái này nó phải form thành một cái multi block nha.
Ok. Sáng lên rồi đó. 2 tỷ 8. Dynamic tank. Cần phải có input. Input. Input, input. Đập ra. Input có hai chỗ, khỏi làm thêm. Ta sẽ có một chỗ ở đây input và một chỗ ở đây input. Input là input cái gì? Input cái gas từ chỗ này ra. Gas. Vô chưa? Ồ, nó thông minh tới mức mà mình vừa bỏ vô cái nó đi vô luôn nè, thấy không? Rồi, chuyển. Team. Ok, thành công. Rồi, activate lên cái. Lên nha. Ra. Đập ra luôn. Water coolant. Từ từ chúng ta sẽ xử lý đến chuyện này ha. Bây giờ để chuyển qua trước cái đã. Nó đang qua nè. Ra được cái waste. Nuclear waste. Rồi trong thời gian này chúng ta làm cái compact đi. Compact. Fluid tunnel, energy tunnel. Cái quan trọng là nó chuyển qua được không thôi. Đây. Lấy ra hướng nào? Lấy ra hướng trên đi. Gì mà không thấy chỗ đâu trần. Compact. Cái này à, bây giờ nó nhìn khó khăn vậy, nó lại không chỉ cho mình biết. Nó có 6 mặt, trái phải trên dưới, nhưng mà chúng ta không biết thứ tự ha. Rồi tới một chuyện luôn á. Nhìn vô không biết thứ tự sao biết được, vô vậy rồi sao biết. Rồi không kết nối rồi, không kết nối, không kết nối. Tập cái này ra có vấn đề gì không nè. Đó, ác vậy đó. Nuclear waste. Đâu để mình tháo bằng cây ren thử ha. Range. Ok, nó vẫn còn ở trên. Thành ra nó không sao ở đây hết. Vậy là không có chuyển theo cách này được. Không chuyển theo cách này được. Như vậy cái phòng này, cái phòng này lại là cái mà chúng ta sẽ phải chơi rồi đây. Khó vậy. Khó lắm luôn á. Nó không phải cái đó vậy. Nó phải là fluid. Item không phải. Energy thermal. Nó không phải fluid. À còn một thứ nữa chúng ta có thể thử. Mechanism. Hy vọng là được ha. Mechanism quantum entangler potter. Quantum entangler potter. Hai cái. Để xuống. Cái này nó sẽ có thể chuyển được gas. Yeah. Thiếu gì vậy? Thiếu cái này. Thiếu cái này. Thiếu cái này. Rồi bây giờ làm một cái quantum entangler potter nữa và để xuống đây. Rồi ok luôn. Chỉnh cái kênh ở trong đó lại. Hết nước nhớ coi chừng nha, nó phát nổ đó, nó tiễn mình lên đường luôn á. Ta sẽ có một cái kênh trong đây. Frequency. Chỗ này là nuclear waste. Ok. Chọn vô transport, transport config, output, gas, input, auto eject. Vô rồi nè. Vô rồi, vô rồi. Vô, chắc chắn vô. Phải vô. Không vô không được. Ta có chỗ chứa steam ha. Cái steam này thì mình có thể đập cái này ra không sao hết.
Rồi á, mình nhắm nhắm ngay tại chỗ này, cái mình gắn vô một cái để mình đẩy qua cái fusion reactor. Chúng ta sẽ tận dụng cái phòng này để làm RF, hoàn thành cái nhiệm vụ One Billion luôn. Đây, đang chuyển đi đây. Ok. Rồi cái này phải lót nha, khu này phải lót. Bây giờ cần có nhiều nước hơn. Nước này không đủ. Thực tế thì cái này cũng không cần nhiều lắm đâu. Cho 1000 ml bucket đi, hết cái nước này cũng được. Sao ta kích tròn phát kích nổ. Rồi, được rồi, được rồi. Compact machine mình còn cái nè. Cái phòng đó cũng tính ra cũng không thật sự quá bự làm gì ha. Chỉ là một cái phòng nhỏ nhỏ. Đi vô coi phòng cỡ này vừa hơn. Phòng bự quá nó không cần thiết. Phòng nó để kích lên để có radioactive thôi. Đi vô đây kiểm tra các bé ông. Đây rồi, các bé ông của tôi. Và các bé ông toàn là chào không. Radioactive. Miễn sao mình còn lại một cặp này là được ha. Rồi bây giờ cái này mới mệt nè. Ở đây còn các bé ông. Thả ra tai long nhông. Tắt lại. Ủa gì đây? Radioactive. Lớn rồi. Ồ, con này lớn rồi. Không đúng. Mấy con Ashi Mining này mình đang thả ra để nó reset cái thời gian lại thôi. Nhưng mà làm sao, ủa sao nó bay vô được hay á ta? Ethereal Class. Còn một cách thần kỳ nào đó nó lại vô chổng được. Ethereal Class mấy đứa đi qua được à? Ngộ ha. Ethereal Class. Rồi Ashi Mining đâu? Crystalline Ashi Mining. Ashi Mining. Radioactive. Đó, radioactive nè không? Ok liền. Rồi mấy em này là chao. Chao thì có cách của chao bỏ vô. Honey treat. Làm thêm. 40 bỏ vô luôn, chạy tiếp đi. Đi mua thêm mới được. Không có đủ xài luôn á. BK tăng. Công thức của BK càng nhiều càng tốt. Giờ trước mắt là 16 cái BK Emerald đâu. Ta có một ông ở đây. Bán giùm cái này đi ông ơi. 16 có 12 thôi. Không được 16. Rồi, mấy bé ông này chiếu liền. Nhớ nè, mấy bé ông này là phải hả, chịu khó đi thu hoạch. 24 bình hả? 24 bình được bao nhiêu cái honey treat? 24 chia cho 4. Ít vậy. Làm honey treat thêm. Ok. Rồi bây giờ quay lại trong đó. Càng nhiều bé ông radioactive càng tốt nha. Càng nhiều thì tỷ lệ càng cao. Lớn hết rồi nè. Radioactive ở đó là Creepy. Creepy không phải à? Creepy là 7 á. Rồi Radioactive. Nãy mình không có chỗ cho nên mình thả ra đây luôn ha. Giờ xong rồi mình bắt lại hết. Đi bắt mấy bé ông cũng vui lắm. Rồi trong đó. Ok không sao. Ở đây lại cần có BK. Mấy bé nhỏ nhỏ đâu. Rồi có rồi thì tăng tốc. Tăng tốc lên. Nó đâu rồi. 16 ít luôn.
Chào. Honey treat không có đủ. Honey treat có honeycomb không? Ây da. Honey treat không có đủ hả? Thiệt luôn á. Thì chúng ta cứ vô cái phòng đó trước đi rồi tính. Ủa mình còn vô một cái phòng này nè, vô cái phòng đó. À, là cái phòng không nên sử dụng. Hao lắm. Ai mà lại đi xài cái phòng bự đó để thả mấy em nhỏ nhỏ này làm gì? Radio active lớn nhỏ gì đó ra hết đi mấy đứa ơi. Đó, lớn nhỏ gì đó mình không cần biết luôn. Mình sẽ thả ra đây hết. Cái phòng bên kia mình không lót nữa. Rồi, chúng ta sẽ cần à phải lót cái phòng đó ra nha. Lót cái phòng đó ra thì chắc đơn giản nhất là lót chân đi. Chân lót cho xong. Mình không có mặt ở đó thì nó vẫn lót chân ra là cách nhanh chóng nhất. Radio active sao thì tăng tốc cái này lên hay hơn nè. Đó và đứng đây mà canh thôi. 84 ghê chưa, cao không đó. 20 giây không đủ để chơi luôn. Kịp không, kịp không? Ấy hết bông. Flower, dandelion, oxydaisy. Ra luôn, ra luôn, ra luôn. Hết hết rồi, hết kịp rồi. Uổng quá. Tăng nhẹ nhẹ lên đi. Tăng vô đó được rồi, tại vì mình cũng hết cái phần kia rồi. Giờ cái này xài bỏ ra là mấy em đó là cũng mất cái BK luôn. Chúng ta làm thêm mấy cái kia thì dễ ha, không có gì khó hết. Rồi mấy em creepy trong này. Wow, Stringer Light thoải mái. 16 được 4 cái honey á, honey block. Stringer Light. Stringer Light bỏ cho xử lý tiếp. Ok luôn. Rồi bây giờ ở bên đây radio active p radio active radio active thả ra. Nhiều khi mình dính mấy em này á, là mình cũng bị xoay xoay luôn á, mặc dù mình có bận cái hazmat rồi nha. Đó bây giờ phải chờ những bé ông này lớn lên một cái, mất bao lâu đây? Các bé ông radio active đã lớn. Bây giờ chuẩn bị nha. Ê đừng có theo tôi nữa. Đụng vô mình là debuff mình đã luôn á. Đủ thứ hết trơn hết á. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải gắn cái này xuống. Rồi bây giờ là Ultimate Pressure Pie. Chọn set. Đầu ra. Vô chưa? Chưa. Chưa là tại vì chưa cho eject. Output bên dưới. Eject on. Ủa chọn kênh chưa, chọn luôn rồi mà. Frequency nuclear waste pressurized top gas chính xác, nó là gas hay là fluid? Vui vậy. Output trái phải trên dưới này phía sau tiếng gì vậy? Nếu mà như vậy thì thôi, khỏi cần cổng dây nữa. À khoan 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 khoan. Chúng ta cần phải về kiểm tra trước coi ở trong chõng làm sao chứ. Bậy quá. Nó còn trong cổng dây. Oh no. Hả? Rồi xanh xanh trong đây luôn. À, có cái máy đo không? Phải có cái máy đo là gì ta? Nó có một cái máy đo của mechanism để mình đo thử coi cái tỷ lệ phóng xạ trong đây là bao nhiêu. Geiger counter nè, đúng rồi nó đó.
Đâu, kiểm tra cái coi. Radiation time to decay 4 tiếng. Ủa có luôn nè. Nhưng mà tại sao nó không chỉ ở trong này, trong những ở trong này. Gas input. Clear way gas, gas input đúng rồi. Đúng kênh, đúng gì này nọ hết luôn. Side config này là cái khí nè. Ở trên này, output. Ông đã dính rồi đó. Ông dính trưởng rồi đó. Ồ oh, hay quá. Vậy rồi sao? Rồi sao? Tính bên đây mà sao bên đó radio active rồi. Thiệt luôn, hèn gì trong này có miếng nào đâu. Trong này không có một miếng nào luôn á. Rồi thôi, đập ra, đập ra. Bắt hết tất cả các bé ông này. Rồi thả ra hết. Đây là những bé mà là trao, trao thì bỏ ra. Bắt lấy những bé bự. Chúng ta bắt bé bự đem qua bên phòng bên kia nhanh lên. Thiệt luôn. Phải cho qua bển ha. Cho qua bển để ớ chè luôn. Nó không có gom lại được nữa. Rồi để mình lấy xuống một mớ. Toàn là radioactive không á. Anh nhanh qua bên đó. Thiệt tình luôn á. Làm trễ chút xíu một cái. Nó xì phóng xạ ra sùm hết luôn. Cái ông đó. Radio Acti nè. Chúc mừng luôn á. Nói là chúc mừng luôn. Rồi, ông đó ông dính rồi đó. Ok. Cái này nếu mà không vô được thì thôi. Không, không có gì hết nha. Không có gì hết luôn. Tội nghiệp ông dân làng. Ông dân làng đã dính. À, như vậy là mình chơi luôn. Mình chơi luôn. Mình đi qua lấy thêm. À, lúc đầu không tính chơi luôn. Nhưng mà bây giờ chơi luôn rồi. Ta bắt thêm mấy bé bự bự vô luôn. Cái phòng này mang về cho nó nhanh. Ở bên đây có gì thả thẳng trong này luôn. Nhưng mà phải chờ nó lớn. Nó không lớn thì nó lỗ. Rồi lớn còn được mấy em. Cái ông bay đầy trời. Vô đây, vô đây. Con lớn con nhỏ gì sùm hết. Lớn nhỏ đâu rồi? Hết chưa? Còn lại nhỏ thôi. Rồi thả ra. Đây luôn. Hy vọng là sẽ có một em hoặc là hai em luôn. Có thể chuyển đổi thành Waze Radio Acti trước nha. Trong này mình đã có rồi nè, 600. Trong này đập bỏ. Bum. Bắt đầu dính. Cái không khí trong này á, là nó sẽ chuyển đổi thành Radio Acti. Nghĩa là phóng xạ. Này là bị rò rỉ phóng xạ. Nghe ghê không? Lấy lại. Chuyển chưa? Radio ATB. Những em nào không qua khỏi là không được. Đi hết luôn. Không. Wait, wait, wait. Wait, wait. Ok. Ôi nãy là chuyển được rồi. Nhưng mà để cho mấy em này ở trọng tiếp là dính tiếp. Ôi một cặp luôn, ngon lành. Căn phòng này khủng khiếp. 55.8. Mất 7 tiếng để nó decay đi. Rồi đi ra xong chuyện rồi. Xong công chuyện rồi. Đi qua đây.
ta sẽ cho hai em này tiếp tục like để tạo thành những bé wasted radioactive. Ok. À khoan nha, nhớ cất nha. Mấy bé này xịn lắm cho nên phải cất đi bớt. Còn một trao hả? Một trao thì đem xử lý thôi. Rồi bây giờ bỏ này vô. À, mình đi mua thêm cái đi. Rồi mình đi tăng tốc. Chơi tăng tốc là phải mua thêm 12 cái nữa. Ta đem thả bé trao ra luôn. Đâu rồi? Bé trao ra đây. Lớn lên đi nha. Nó ở trong đây là một cái phòng khác. Nó không ảnh hưởng gì hết. Đi vô đây. Tăng tốc là phải tận dụng thời gian. Vô. Ồ, tận dụng thời gian liền. Ôi, clip nhanh lên. Không tận dụng thời gian, nói tận dụng thời gian mà không tận dụng được. Bấm bậy. 10 giây. 12, 13, 14, 15, 16. À, đủ rồi đó. Rồi, đủ rồi đó. Không cần nhiều quá đâu. Nitrate đâu. Còn nữa không? Đâu rồi, honey. Honey bottle 51, 51, 48. Rồi. Để mình làm nhiều nhiều chút. Một khoan. Available 3. 1 được 3. Available 10, ok, làm nhiều nhiều chút. Làm mà tiết kiệm quá. Đây, chạy lên. Tinh. Chạy lên. Ok, waste. Wasted radioactive. Đây là wasted radioactive. Chính xác. Rồi bây giờ cần phải có thêm 1, 2, 3 nữa. Rồi hết honey treat rồi. Missing 25, available 7. Không đủ. Ồ luôn, không đủ, không đủ. Thiếu honey thôi à, chứ không có thiếu gì hết trơn đó. Đúng là khó khăn. Honey treat của tôi. Cái này hao quá đi. Ok. Tăng tốc hồi nãy nông lên rồi. Rồi bây giờ ở đây chúng ta bắt lại hết. Bắt lại được rồi. Xong rồi nha mấy đứa. Stringer line đủ xài cho một thời gian rất dài. Stringer line, creepy, diamond bee, ok. Bắt ra, không còn ai. Tập lại cục này. Wasted radioactive bằng bông gì? Ồ, không cần, không cần. Nó là nó sống ở trong cái khu radioactive luôn. Cho nên mới nói là không cần ha. Rồi vậy là phải coi honey treat hay là wasted radioactive nhỏ. Vậy là hai con này là hai con hồi nãy là hai con nó còn sống sót. Nó đã qua được sự thử thách rất là ghê gớm. Rồi mình lấy Advent Orb 2. Đây là Advent Orb 2 Honey Level 1. Expansion đâu? Expansion đây. Vô đây luôn.
chúng ta gắn cái này xuống luôn. Tension box cũng phải. Cái này. Rồi bỏ mấy em này vô. Ủa sao có cái slot ở đó nữa. Auto. Bỏ vô. Rồi bây giờ nếu mà muốn chắc ăn á thì nên làm một cái phần class ha, để những em đó không có chạy ra chạy vô được. Đang nghe tiếng kịch là do nó có cái radio acti á chứ gì đâu. Nấu thêm mớ kiến. Ok liền. Nấu thêm mớ kiến để vô trọng chặn lại. Nó cần ở trong cái không khí đó nó mới chịu. Rồi để mình đặt cái này vô. Chúng ta sẽ có phía trước là Ethereal Class. Để mình ra vô cho nó thoải mái. Đây. Có dính sát thương không? Dính không? Mấy em này là Wasted Radioactive. Nhìn rất là giống dính sát thương ha, nhưng mà không phải. Ok, kiểm tra cho kỹ nha. Lỡ vỏ xuống mà dính sát thương nó xỉu nó là phiền đó. Creepy. Chỉ còn một con nữa chắc chưa lấy qua rồi. Mình đã bỏ cái phần kiến ra luôn và cho mấy em này bay thoải mái thì nó vẫn bay về đây nha. Ta gắn thêm speed upgrade gì này nọ. Để coi Wasted Radioactive. Để cho ra cái này chắc chắn. Và để cho thêm một phát speed upgrade nữa đi. Còn thiếu một cái speed upgrade. Anh biết đâu. Speed upgrade. Nó đây. Ok, mở lên. Vẫn chưa thấy. Giờ nếu chúng ta không muốn mấy em này bay ra bay vô thì mình có thể sử dụng cái này. Và mình cũng đã thử tăng tốc ha, không có tác dụng. Temporal Power này không có tác dụng ha. Nó không có giúp cho các bé ông nhanh chóng trẻ ra hơn. Mấy em này là Productivity là 2, hoạt động là Dineuro. Đây là ban ngày hay ban đêm. Rồi hai hết trơn luôn. Endurance thì mini, medium thôi. Và Reading any flower bình thường. Không có gì. Giờ chỉ cần treo máy và kiểm tra coi mấy em này có đúng là sản xuất được Radioacticom không nha. Nếu mà sản xuất được thì mình tách thẳng luôn, một phát được 1000. Nhưng mà tình hình có vẻ như là nó hơi bị chậm á, chứ nó không có được nhanh đâu. Thì sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi thì mình cũng đã có được những em Wasted Radioactive. Chúng ta sẽ để cho những em Radioactive này lớn lên luôn. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye.